Hello, xin chào tất cả các anh chị. Mình là khoa học gia Thị Trinh Nguyễn. Ở cái video lần trước thì Trinh có chia sẻ về những cái mã màu trên kem đánh răng, bởi vì theo yêu cầu của một số các anh chị muốn mình giải thích dùm về sự khác biệt, và mình cũng đã giải thích rồi trong cái đoạn video đó. Và cũng trong cái video đó mình có nhấn mạnh một cái kem đánh răng mà mình ưa chuộng, và một số các anh chị nhắn lại với mình là có thể giải thích thêm lý do hay không. Thì nhân tiện hôm nay là cái phần 2, mình cũng muốn giúp cho các anh chị hiểu lý do tại sao mình chọn nó. Như ở lần trước thì Vinh có nói là trong những cái lọ kem đánh răng này, những cái tiếp kem đánh răng này, thì những cái màu ở dưới này nó không có quan trọng, mà quan trọng là chúng ta nhìn ở thành phần. Thì trong những thành phần này, hơn 80% thành phần nó giống nhau, nó gọi là inactive ingredient, tức là những thành phần phụ. Và thành phần chính chính là sự vượt trội giữa công ty A qua công ty B, qua công ty C, là sự khác biệt đó. Thì trong cái AP24 mà mình yêu thích mà mình dùng, thì mình sẽ giải thích lý do cho các anh chị. Là AP24 có nghĩa là anti black 24, tức là chống mảng bám ở trong 24 tiếng đồng hồ. Mảng bám này là phẩm màu, rượu chát, cà phê, trà, thức ăn chúng ta ăn hàng ngày. Và whitening có nghĩa là làm trắng răng và chống loại bỏ những cái vi khuẩn ở trong răng của mình, và có thể kéo dài được trong 24 tiếng. Và chính cái sự khác biệt là ở cái bằng sáng chế độc quyền của cái kem đánh răng của công ty này, là ở chỗ cái AP24 24, và cái bằng sáng chế đó là trong cái thành phần của nó là còn một cái chất nó gọi là dimethicone, là một trong những cái chất mà có thể giúp để ngăn ngừa mảng bám bám vào ở trong cái răng của mình. Và chính cái chất này là sự khác biệt, nó độc quyền và nó bao bọc bên cái răng của mình, để giúp cho cái răng của mình có thể kéo dài, bóng sạch lâu hơn, có thể nói là trong 24 tiếng đồng hồ, và làm cho răng của mình được khỏe mạnh hơn, hạn chế cái vấn đề mà bị sâu răng hay là sưng nấu răng hay là chảy máu ở nấu răng, và làm trắng răng một cách có thể nói là tự nhiên. Nó không giống như những cái loại kem đánh răng khác ở ngoài thị trường, là ngoài việc làm trắng răng mà nó còn làm mòn đi cái màng răng của mình. Chính vì sự kết hợp độc đáo này mà làm cho cái sản phẩm này có cái bằng sáng chế độc quyền riêng, và nó không những như mình nói là nó làm sạch răng, kéo dài, làm bóng sáng răng lâu, mà còn làm cho cái màng răng của mình không bị mòn. Và đó là cái mà mình thấy sự khác biệt khi mình dùng. Ok, thì hy vọng là những cái chia sẻ trong cái kiến thức của mình có thể giúp được cho các anh chị lý do tại sao mình chọn nó. Alright.